Trời ơi, Nam Thần ơi, lúc nào cũng che hết bận áo rồi, ngay lúc đứng cũng che. Dạ, tại vì cái quần này nó ngắn cho nên là mình nhìn thấy nó bằng con mắt tục thì nó sẽ đi vô trong, cởi cái áo ra. Ôi trời ơi, một cái gì vậy trời? Trời ơi, Nam Thần ơi, trời ơi. Xin chào mọi người, mình là Trần Tính đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn Superman hôm qua nè. Đi biển hả? Chị nhìn thấy giống như em đang mặc mốt không nội y gì đó. Dạ, tại vì cái quần này nó ngắn cho nên là... Và không có một chút gì gọi là nam tính á. Vòng này vòng gì? Vòng hình thể, nói thẳng là vòng hình thể. Thấy hình thể chưa? Không hề. Bắt đầu xong, cởi cái áo ra. Ôi ôi, dằn mặt đêm đó. Đi vô trong. Quất ra quả lại. Có gì đỡ hơn không? Thật đó. Éo le lắm ấy. Éo le quá luôn á. Nói chung là ngại ngùng hay không ngại ngùng hay như thế nào, đối với một người làm nghề người mẫu thì mình vẫn được tìm hiểu về những cái thứ mình sẽ phải thể hiện, những cái thứ mình sẽ phải mặc. Và khi mình đã nhận thì bắt buộc mình phải làm. Người mẫu không phải bất kỳ một cái nghề nào đó mà em được lấy cái lý do giữ hình ảnh hay là em ngựa hoặc là em thế này thế nọ thế kia, bởi vì những cái đó nó không nằm trong phạm vi của một người mẫu. Cái việc mà em mặc cái áo lưới để em che bởi vì cái quần nó ngắn, điều đấy làm cho anh cảm thấy rất thất vọng. Cái gì ấy mà mình cảm thấy nó tục, mình nhìn thấy nó bằng con mắt tục thì nó sẽ tục. Còn cái gì mà mình thể hiện nó bằng một cách rất là chuyên nghiệp thì nó sẽ trở thành một câu chuyện khác. Chị bạn là một trong những số ít người mà chị cảm thấy ngày hôm qua và hôm nay xứng đáng được chọn. Có cả hình thể, cả khuôn mặt và cả sự unique. Chị say yes. Cảm ơn. Đúng là bạn không biết là đẹp khoe xấu che hay sao á. Cái mặt bạn đẹp lắm, bạn khoe từ hôm qua tới hôm nay. Nhưng mà Thủy công nhận là đẹp thật. Nhưng mà xấu thì lúc nào cũng che hết, bận áo rồi ngay lúc đứng cũng che. Chắc là tự ti lắm đúng không? Tại vì em ngại thân hình em bị ốm. Không, tự ti mới che lại đúng không? Ok, chấp nhận, không sao, mình cải thiện. Rồi, cố gắng. Dĩ nhiên hai người lên, chọn rồi, lên, vô lên, rồi. Lên, lên, lên. Chúc mừng em, Superman. Superman đấy.